Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002 tại thị xã Tử Sơn, Bắc Ninh, tử vong trong quá trình huấn luyện trên thao trường thuộc tỉnh Thái Nguyên, vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đại diện quân khu 1 Bộ Quốc phòng khẳng định đang làm rõ nguyên nhân tử vong của quân nhân này và nếu như có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan tố tụng sẽ khởi tố vụ án để mở rộng điều tra. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng cho biết, hiện có 5 đơn vị điều tra đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của binh nhì Trần Đức Đô, gồm phòng điều tra hình sự quân khu 1, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Viện pháp y quân đội Bộ Quốc phòng, Cục bảo vệ an ninh quân đội Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo Đại tá Thìn, các cơ quan điều tra đều làm việc độc lập, nếu kết quả ban đầu mà thấy có dấu hiệu tội phạm sẽ cho khởi tố vụ án theo quy trình tố tụng Trước mắt qua điều tra, giả soát ở các đơn vị từ nhập ngũ đến khi về trường, lực lượng chức năng chưa có phát hiện những dấu hiệu tâm lý bất thường của quân nhân đô. À, khi nào có kết quả điều tra đầy đủ, quân khu 1 sẽ cung cấp chi tiết cho báo chí. Đại tá Thìn thì cũng cho biết trong ngày 1 tháng 7 sau khi hoàn thành tổ chức lễ truy điệu và an táng cho quân nhân đô, lực lượng quân đội đã rút về đơn vị để tiếp tục công tác huấn luyện và cho tới thời điểm hiện tại thì tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định không còn hiện tượng người lạ tiếp cận kích động người dân